pokemon chita có thể nhặt điểm kinh nghiệm đô thị thần kỳ bảo bối khởi đầu nghe chọn bộ tại mê truyện audio com một 10 năm trước pokemon chita có thể nhặt điểm kinh nghiệm đô thị thần kỳ bảo bối trùng sinh xuyên việt giả một phần pokemon chita có thể nhặt điểm kinh nghiệm đô thị thần kỳ bảo bối huấn luyện ra cùng pokemon đẳng cấp 2 phần 35. nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Tiếp đó, nên đi nhận lấy Pokemon ban đầu của ta." Lắc đầu, Trương Lam từ trên ghế làm việc đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi đi về phía cửa. Đi qua 10 năm thời gian, bởi vì lúc trước Mỹ quốc gây sự tình mà làm cho nhân loại chân chính thấy được Pokemon khủng bố, các đại quốc gia bắt đầu đại lực nghiên cứu Pokemon. Bất kể là đã biết tư liệu cũng tốt, một chút phụ trợ kỹ thuật cũng được trong tấm bia đá ghi chép pokemon thế giới bên trong có thể sử dụng pokemon lực lượng nhân loại nghề nghiệp tồn tại theo thứ tự là huấn luyện ra cân đối ra bồi dưỡng ra quan sát ra biểu diễn ra các loại những nghề nghiệp này trong tấm bia đá chỉ ghi chép bọn họ đại biểu ý tứ tỷ như biểu diễn ra chính là thu phục pokemon sau đó sử dụng tới biểu diễn một loại người tham gia pokemon biểu diễn giải thi đấu tỉ như bồi dưỡng ra chủ yếu là học tập tốt hơn bồi dưỡng Pokemon. Nhưng những nghề nghiệp này đến cùng muốn làm thế nào, liên quan đến kiến thức chuyên nghiệp các loại, trong tấm bia đá cũng không có đề cập. Trừ bỏ Pokemon huấn luyện ra. Pokemon huấn luyện ra, là thông qua thành lập thu phục Pokemon, không ngừng đem hắn rèn luyện, mạnh lên, đối chiến một cái nghề nghiệp theo thạch bi ghi lại, Pokemon thế giới bị một cái to lớn Pokemon liên minh thống trị, hắn đối với Pokemon huấn luyện ra có rõ ràng đẳng cấp phân chia. Tân nhân huấn luyện ra, trung cấp huấn luyện ra, cao cấp huấn luyện ra, tinh anh huấn luyện ra. Tinh anh huấn luyện ra cũng có thể xưng là đẳng cấp huấn luyện ra, chính xác chia làm, thanh đồng cấp huấn luyện ra, bạch ngân cấp huấn luyện ra, hoàng kim cấp huấn luyện ra. Bạch kim cấp huấn luyện ra tinh anh cấp huấn luyện ra phía trên thì là nghe nói đã lực lượng đã xảy ra cấp độ tính thay đổi thiên vương cấp huấn luyện ra sau đó là quán quân cấp huấn luyện ra cuối cùng là đại sư cấp huấn luyện ra mà liên minh đối với huấn luyện gia đẳng cấp định nghĩa đến từ đối với Pokemon thực lực biết rồi Pokemon thực lực cũng từ thấp đến cao cũng có thể chia làm, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, thiên vương, quán quân, đại sư. Trong đó, có được bất luận cái gì một cái Pokemon, người liền có thể trở thành tân nhân huấn luyện ra. Bởi vì mặc kệ cái gì tư chất Pokemon tiền kỳ trưởng thành đều nhanh chóng, liên minh quy định, trung cấp huấn luyện ra cần thu phục có 6 cái trung cấp Pokemon cao cấp huấn luyện gia cần thu phục có 6 cái cao cấp Pokemon. Tại cái này về sau, huấn luyện gia thực lực và đẳng cấp tăng lên sẽ trở nên rất khó khăn, hắn quyết định bởi tại Pokemon tư chất, bản thân nỗ lực trình độ cùng huấn luyện gia huấn luyện ưu tú trình độ. Phía trên huấn luyện gia cấp bậc chỉ cần ngươi có một con tương ứng cấp bậc Pokemon liền có thể Tỉ như người có một con thanh đồng cấp Pokemon, người chính là thanh đồng cấp huấn luyện gia, người có một con thiên vương cấp Pokemon, người liền thiên vương cấp huấn luyện gia. Người muốn là có một con đại sư cấp Pokemon, người có thể một bước lên trời trở thành đại sư cấp huấn luyện gia. Bất quá, một bước lên trời không có khả năng, Pokemon đều có ngạo khí của mình, thanh đồng cấp trở lên Pokemon, nếu như không phải là bị huấn luyện gia quang minh chính đại đánh bại hoặc là không phải từ chính mình huấn luyện ra một tay bồi dưỡng lớn mà nói cũng sẽ không nghe mệnh lệnh lúc kia ngươi có được pokemon chỉ là gân gà thậm chí còn có thể thí chủ về phần pokemon thế giới tồn tại pokemon buôn bán nơi này dính đến rất nhiều bí ẩn đồ vật trong tấm bia đá cũng không có ghi lại đáng nhắc tới chính là huấn luyện ra đến đại sư cấp tựa hồ đã đến đáy chỉ ít hiện tại lam tinh loài người hiểu được là cái dạng này nhưng Pokemon còn có càng nhiều tồn tại cường đại. Tại đại sư cấp chuẩn thần, phía trên, vẫn tồn tại thần cấp Pokemon. Thần cấp Pokemon lại phân làm cấp 3, cấp 2, cấp 1. Cấp 1 phía trên, vẫn tồn tại duy nhất siêu thần thú, ngày đó có không ít các quốc gia lãnh đạo đã thông qua vệ tinh xuất hiện ở Himalaya đỉnh núi thấy qua tồn tại. Sáng thế thần Arcus, cái kia Mỹ quốc dùng đạn hạt nhân làm qua lại không phát hiện chút tổn hao nào Rayquaza, qua ra, thuộc về cấp một thần, hơn nữa là cấp một thần bên trong tương đối lợi hại tồn tại. Bất quá dù vậy, nhân loại cũng không dám khinh thường. Liền Rayquaza qua ra lúc ấy biểu hiện ra cường đại lực phòng ngự cùng lực phá hoại, thần thú cấp bậc Pokemon theo bọn hắn nghĩ cũng là không thể trêu tồn tại. Mà sự thật cũng là như thế. Đón lấy 10 năm bên trong hai cái thế giới quy tắc bắt đầu không ngừng dung hợp một chút cường đại pokemon bắt đầu xuất hiện đến lam tinh cũng bắt đầu sinh sôi năm thứ nhất đến năm thứ ba nhân loại thủy chung chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến thần thú truyền thuyết năm thứ tư có cường đại có được đại sư cấp thực lực pokemon bắt đầu xuất hiện tìm địa phương ở lại sinh sôi năm thứ năm quán quân cấp thực lực pokemon cũng có thể xuất hiện vây địa bàn trưởng thành sinh sôi năm thứ sáu là thiên vương cấp năm thứ bảy là bạch kim cấp cho tới bây giờ thứ mười năm xuất hiện là thanh đồng cấp pokemon đương nhiên đó cũng không phải nói hiện tại lam tinh dã ngoại yếu nhất chỉ có thanh đồng cấp pokemon trong quá khứ trong thời gian những cái kia đã sớm đi tới lam tinh pokemon đã bắt đầu sinh sôi Sở dĩ dã ngoại có rất nhiều phổ thông Pokemon tồn tại. Trong đó như là cái gì Bidro, Butterfree, Ariados, Zubat, Gyarados, Unfason, các loại sinh sôi đều rất nhanh. Đương nhiên, nhanh nhất cũng không thỏa mãn được Lam tinh nhân khẩu cơ số, chớ đừng nói chi là hiện tại dã ngoại vẫn là cường đại Pokemon chiếm đa số có nhân sĩ chuyên nghiệp đi chứng minh qua pokemon thực lực chỉ cần đến quán quân cấp có thể tạo thành phá hư đã không thua gì một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân cái này vẫn là có thể tự do di động loại kia bạch kim cấp pokemon liền có thể nhẹ nhõm ứng phó lam tinh nhân loại sớm đi ra máy bay xe tăng sở dĩ những người này rõ ràng tương lai chính là pokemon cùng huấn luyện ra thời đại bởi vậy, Pokemon ngành học cùng Pokemon học viện theo thời thế mà sinh. Pokemon Chita có thể nhặt điểm kinh nghiệm đô thị thần kỳ bảo bối Pokemon học viện 3 phần 35. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Nơi có người, thì có giang hồ. Bất kỳ địa phương nào, bất cứ lúc nào, thế giới đều tràn đầy tranh đấu cùng cạnh tranh tại các quốc gia đem thạch bi nghiên cứu triệt để về sau tổng kết ra một chút tin tức trong đó đại đa số là liên quan tới pokemon trong tấm bia đá cung cấp tư liệu pokemon càng là hiếm hoi tư liệu càng ít mọi người có thể lý giải thành chủng tộc giá trị càng cao càng hy hi hữu đóng ngoặc đơn cái này rất bình thường trong tấm bia đá cung cấp là pokemon thế giới nhân loại nghiên cứu ra đồ vật càng là hiếm hoi pokemon tư liệu tự nhiên càng ít mà từng cái quốc gia tại nắm giữ những vật này về sau, liền bắt đầu kiến thiết Pokemon trường học, cũng ở đây một số trường học bên trong thiết chí Pokemon ngành học. Chuyên môn giảng dạy Pokemon tri thức. Phía trước nói qua, Thạch Bi nói tới 10 năm sau thông đạo sẽ mở ra sự tình, cùng thế giới hội dung hợp sự tình có một số việc lừa không được người, lấp không bằng khai thông, tăng thêm bởi vì không mò ra người của Pokemon thế giới thái độ, từng cái quốc gia đều lựa chọn công bố tin tức, bồi dưỡng nhân tài. Bất quá, trùng sinh mà đến Trương Lam rõ ràng, những cái này cái gọi là tin tức, nhưng thật ra là có chỗ cất giữ. Thượng tầng nhân sĩ, cân nhắc tới trong tay quyền hành, đương nhiên sẽ không ngây ngốc công bố tất cả tỉ như Trương Lam biết rõ, từng cái thống nhất quốc gia đứng lên, tại Internet bên trên chỉ công bố một chút thông thường Pokemon đại bộ phận tư liệu. Hơi hiếm có một chút Pokemon tư liệu, phần lớn thì cho một cái tên cùng mấy tấm hình ảnh, nhiều lắm là để cho người ta nhận ra. Mặt khác, như là cái gì Pokemon đặc tính các loại, thì là một chút đều không đề cập về phần ẩn tàng đặc tính rất xin lỗi là trong tấm bia đá không có đề cập hiển nhiên người của pokemon thế giới đều còn không nghiên cứu đến cái này bất quá trương lam là biết đến nắm vững pokemon tư liệu phương diện dân chúng bình thường là tầng thấp nhất một chút hạch tâm cùng trọng điểm tư liệu còn nắm giữ ở thượng tầng nhân sĩ những cái kia có quyền có tiền lại hoặc là quốc gia trực thuộc bộ đội trong tay Trương Lam mà nói, hiện tại miễn cưỡng xem như tầng dưới chót bên trong tầng cao nhất, bởi vì hắn học tập Pokemon học viện. Pokemon học viện, kỳ thật chính là thượng tầng dùng để tuyển chọn có thiên phú người bình thường thủ đoạn. Trương Lam biết rõ, phàm là tại Pokemon phương diện người có thiên phú, đều sẽ bị quốc gia lựa chọn, sau đó bí mật bồi dưỡng. Cái này nếu không thiếu tốt hoặc là hỏng, chỉ có thể nói có được tất có mất, những cái kia bị chọn chúng người mặc dù bị người ở phía trên quản, nhưng tài nguyên so với bình thường người. Không thể nghi ngờ tốt hơn không ít. Liền Trương Lam biết đến, rất nhiều người tại một chiều thông đạo mở ra tiền kỳ, thế nhưng là xa xa dẫn trước. Bất quá, Trương Lam ưa thích tự do, cho tới bây giờ không thích bị quản, sở dĩ tại hắn xem thấu phía trên những người kia ý đồ về sau, liền giấu nghề, cho tới nay. Hắn ở trường học đều biểu hiện rất phổ thông. Đương nhiên, bởi vì hắn lớn lên rất đẹp trai, sở dĩ ở trường học nhân khí còn là rất không tệ. Kỳ thật Trương Lam nguyên bản đại khái có thể không cần gia nhập Pokemon học viện, nhưng hắn cô cô là cái có ánh mắt người, sở dĩ ép buộc hắn và hắn hai cái muội muội tại tốt nghiệp tiểu học về sau. Lên chuyên môn Pokemon học viện. Bất quá về sau, Trương Lam cũng rất cảm kích hắn vị cô cô này quyết định. Bởi vì, Pokemon học viện cao trung ở thế giới dung hợp đến năm thứ 8, cũng chính là Trương Lam học tập lúc học lớp 10, làm ra cải thiện. Chỉ cần ở trường học tập đệ tử có thể xuất ra thật nhiều tiền, có thể có được học viện cung cấp ban đầu Pokemon. Không sai, là ban đầu Pokemon, Pokebo cùng Pokedex, Lam Tinh tại có bia đá dưới sự trợ giúp tại năm thứ nhất liền chế tạo đi ra. Nhưng mãi cho đến thời gian đi đến năm thứ 8 thời điểm, Lam Tinh nhân loại mới bắt đầu lục tục có một ít người có quyền thế thu phục đến Pokemon về phần người bình thường, cũng là mãi cho đến gần nhất, phía chính phủ mới tại dư luận áp bách dưới bắt đầu tiêu thụ Pokebo, mới có thủ đoạn. Bất quá cái kia Pokebo cũng không phải bình thường quý, một cái liền muốn 1000 NDT Pokemon chi ta có thể nhặt điểm kinh nghiệm đô thị thần kỳ bảo bối thời đại hiện thực 4 phần 35. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Trương Lam, tiểu tử ngươi mị lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp a à trương lam chính một mặt mong đợi nhìn xem bục giảng bên người bỗng nhiên truyền tới một có chút quen thuộc nam nhân thanh âm lý hải luân trương lam quay đầu vị trí bên cạnh mình ngồi một thanh niên thanh niên tư liệu dần dần hiện lên ở trong đầu của hắn lý hải luân trương lam ba năm ngồi cùng bàn hai người quan hệ đồng dạng nguyên nhân chủ yếu vẫn là trương lam tâm lý tuổi tác quá thành thục Cùng những cái này học sinh cấp 3 không có cái gì cộng đồng lời nói, đây cũng là hắn bên ngoài người nội tâm tương đối cao lạnh nguyên nhân. Vào hôm nay cầm tới ban đầu Pokemon về sau, Trương Lam cùng Lý Hải Luân liền không có lại có qua liên hệ. Bất quá Lý Hải Luân tin tức Trương Lam lại nhớ rõ, cái này trừ bỏ đối phương là hắn 3 năm ngồi cùng bàn bên ngoài, cũng bởi vì Lý Hải Luân về sau thu hoạch được thành tựu cũng không nhỏ lý hải luân tại đi pokemon thế giới về sau cũng không có trở thành huấn luyện gia mà là trở thành pokemon nghiên cứu gia pokemon nghiên cứu gia đẳng cấp phân thực tập nghiên cứu viên nghiên cứu viên chuẩn nghiên cứu gia nghiên cứu gia cùng sau cùng tiến sĩ trương lam tại trùng sinh trước đó còn nghe được qua lý hải luân tin tức tựa hồ là vừa rồi trở thành chuẩn nghiên cứu gia chuẩn nghiên cứu ra cho dù tại pokemon thế giới thân phận cũng không bình thường tại lam tinh kia liền càng là một cái nhân vật sở dĩ trương lam rõ ràng nhớ kỹ người bạn thân này không nghĩ đến cái này đậu bức cuối cùng cũng sẽ trở thành một nhân vật hơn nữa còn là nghiên cứu phương diện nhân vật trương lam dùng ngoài ý ánh mắt quan sát một chút lý hải luân người sau tính cách từ trước đến nay tùy tiện tại trương lam xem ra có chút giống satoshi không nghĩ tới cuối cùng hội tham gia nghiên cứu ngành nghề như thế cùng chuyển biến không sai biệt lắm nghĩ đến chính mình trước khi trùng sinh chính mình chỉ là một người cô đơn hạ quyết tâm phải thay đổi vận mệnh của mình trương lam đã quyết định tại thời cơ thích hợp xây thế lực của chính mình trước mắt lý hải luân bất kể là tính cách hay là năng lực hắn đều biết rồi là cái đáng giá kết giao hướng bằng hữu nghĩ vậy trương lam hướng lý hải luân cười cười hải luân a à, nhìn dáng vẻ của ngươi trôi qua không tệ đúng rồi ngươi nghĩ tốt hôm nay chọn cái gì pokemon sao dọa lý hải luân không gấp trả lời trương lam vấn đề mà là lộ ra khoa trương biểu lộ sau đó đưa tay ở người phía sau trên chán sờ lên sau đó hắn lại sờ lên chán của mình kỳ quái nói a không khác biệt a không phát sốt còn là nói ta cũng cùng một chỗ phát sốt a không đúng trương lam cái này khối băng lớn vậy mà lại đối với ta cười trương lam khóe miệng giật một cái trong lòng có quất chết lý hải luân xúc động còn nữa khối băng lớn là nói hắn nha trương lam biểu thị hắn chỉ là trong lòng tuổi tác quá thành thục sở dĩ cười đến thiếu mà thôi hắn cũng không phải khối băng a nhất là cùng hắn hai cái muội muội không đúng là con dâu nuôi từ bé ở chung thời điểm cùng là bình dị gần gũi được không ha 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 chú ý tới trương lam biểu lộ lý hải luân cười ra tiếng nhưng khôi phục rất nhanh bình thường nói trương lam ta thật không nghĩ tới ngươi hội quan tâm ta về phần ngươi nói lựa chọn của ta ha ha có cái gì tốt lựa chọn nha bất quá cũng là đại chúng mặt hàng tùy duyên a à. vừa nói lý hải luân trong mắt có vẻ khinh thường chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất Hiện tại ta có chút tin tưởng gia hỏa này sẽ trở thành nghiên cứu viên. Trương Lam nhìn thật sâu Lý Hải Luân một chút, hắn phát hiện đối phương có lấy cùng tuổi tác không hợp thành thục. Lý Hải Luân nhìn rất thấu, mặc dù học viện hội cung cấp ban đầu Pokemon, nhưng bất quá cũng là tương đối thường gặp, tỉ như Rattata, Caterpie, Pidgey loại hình đại chúng loại hình, hơn nữa tư chất còn sẽ không cao hiếm hoi pokemon là không tới phiên bọn họ những người bình thường này nhìn chung quanh một chút những cái kia chỉ lo ước ao và hưng phấn đệ tử bọn họ sẽ không biết ở tại bọn hắn đi pokemon thế giới về sau trong tay ban đầu pokemon rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn nhưng hiển nhiên lý hải luân là cái người biết chuyện đừng nói ta Lý Hải Luân rất nhanh liền khôi phục phía trước bộ dáng, nhiệt tình ôm lấy Trương Lam cổ hỏi, ngươi nói một chút a, à, ngươi chọn cái gì? Ratata chắc chắn sẽ không chọn a, à, Pixel cuối cùng có thể tiến hóa trở thành Pixo, cũng tạm được, chỉ là có thể tiến hóa trở thành Pixo, Pixay quá khó được. Geodil là cái lựa chọn tốt, cuối cùng tiến hóa thành vì gâu lầm là cái đại gia hòa gặp lý hải luân lại bắt đầu líu lo không ngừng trương lam đưa tay che hắn nhất cắt đứt hắn sau đó nói người cũng nói những cái này pokemon đều không khác mấy chọn cái gì mắt nhìn duyên a à. không nghĩ tới trương lam nói như vậy lý hải luân thật đúng là tin gật đầu nói mắt nhìn duyên ý tưởng tốt trương lam trong lòng lại là không còn gì để nói hắn có chút hoài nghi mình muốn tại về sau mời chào lý hải luân ý nghĩ là đúng hay sai 5 phút đồng hồ thời gian rất trôi qua rất nhanh, tại vạn trùng ánh mắt mong chờ bên trong, một cái ước chừng 30 tuổi trung niên nam tử dẫn theo một sọt Pokebo đi đến. Nhìn thấy Pokebo, ở đây học sinh ánh mắt đều trở nên nóng rực lên, cho dù Lý Hải Luân cũng là như thế. Mặc dù Lý Hải Luân biết mình cũng tìm được Pokemon là phía trên đào thải phẩm, nhưng đây cũng là Pokemon A, ở hiện tại Pokemon rất khó bắt cùng thu phục dưới tình huống có thể có được một cái pokemon dù sao cũng hơn là không có trương lam hô hấp cũng tăng thêm mấy phần rốt cuộc phải gặp lại đồng bạn của ta vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ